tiếng cười, người tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thần vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như con sống. Người tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thần vinh phúc. Hôm nay chư dân đoàn chiến với nhau lòng, nhìn Chúa năm nhân từ đã làm biết bao kỳ công. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa Cha Đa Minh, quý vị và toàn thể cộng đoàn. Cách đây một năm, bà Maria, người nhà của chúng con, đã phát hiện ra bệnh. Rồi trong gần một năm, cụ thể là 11 tháng qua, đã tận tình cứu chữa và dùng tất cả các phương thế y học. Và cái điều mà không ai muốn về mặt con người đã xảy đến với gia đình chúng con, là Chúa đã gọi bà Maria về với Chúa. Và chính những lúc đau thương phải đón nhận cái sự mà không ai muốn về mặt con người này, lại được ngời lên niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa dành cho gia đình chúng con. Sự hiện diện của Thiên Chúa luôn ở trong gia đình. Sự ân cần bao bọc che chở của tất cả những người thân thiết, bạn bè, đối xóm cũng như đồng hương ở xa quê này đã dành cho gia đình chúng con rất nhiều trong những ngày qua. Và đặc biệt trong thánh lễ chiều hôm nay, hiện diện ở đây để chúng ta cùng dâng thánh lễ này, để nhờ hiến tế của Đức Giêsu đã chịu chết trên thập giá, ban cho người thân yêu của chúng con là bà Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta qua thánh lễ này cũng ngời lên một niềm tin, một tình yêu chúng ta tiếp tục dành cho nhau, để cuộc đời mỗi người chúng ta trở nên ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn. Với những tâm tình như thế, xin chúng ta cùng sám hối. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, khi chúng con đón nhận bí tích thánh tẩy, Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Xin cho người con của Chúa là bà Maria được thoát khỏi xiềng xích tử thần và chung phần hạnh phúc với các người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vào ngày ấy, trên núi này Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy, người ta sẽ nói,
Đây Thiên Chúa chúng ta, chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài cứu độ chúng ta. Ngài là Chúa, đấng chúng ta trông đợi. Chúng ta hãy chân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Từ vực sâu lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu. Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. Nếu Chúa còn nhớ hồi xưa lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa hằng rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. Con hy vọng vào Chúa, trông cậy ở lời Người. Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Người. Linh hồn con mong đợi Chúa con, như người lính gác mong trời rạng đỡ. Con hy vọng vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Người. Như linh gác mong hồng đông dày, Israel mong đợi Chúa. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và rất giàu ân cứu độ. Con hy vọng vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Người. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời, không do tay người phàm làm ra. Bởi đó, chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước, chớ không phải vì đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Sông lại mà là sự sống.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến. Các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, sự thật thì lúc này và cả qua đến nay nữa, tâm hồn tôi nó rất là bấn loạn, tư tưởng nó cứ rối bời lên, rồi cũng chẳng biết là nói cái gì. Và giờ nhìn xuống cộng đoàn thì thấy các bác khóc quá thể, thành ra thì lại càng bấn loạn lên. Thế thì thưa cộng đoàn, xin bắt đầu bằng nỗi sợ của con người đi. Tôi đọc về học về triết học thì tôi thấy cái ông triết gia cổ đại Plato, ông bảo là đúng ra một người đắc đạo thì không nên sợ chết, và thậm chí là phải hân hoan với cái chết cả. Không biết ông có duy lý quá không? Còn cứ nhìn vào thực tế thì thưa cộng đoàn, ở đây có ai là người không sợ chết không? Thế thì thưa cộng đoàn, thôi thì nói cho nó giãn ra một tí đi. Khi tôi còn làm mục vụ, có một lần cái bà cụ, bà cũng đến 90 mấy tuổi này, bà cũng đã lẩm cẩm rồi. Bà cứ vào bà ấy bảo: trai cha, Chúa cho con sống thế này là quá lắm rồi. Cha cầu xin Chúa cho con, Chúa cất con về đi, khổ lắm rồi. Bà ấy nói nhiều quá thì tôi bảo: ừ thôi vậy cụ giờ yên chí về nhá, nay tôi sẽ cầu nguyện là Chúa sẽ đưa cụ về. Thế lần sau, hôm sau bài vậy vào: ừ rồi, nay tôi cầu rồi đấy, mà Chúa bảo đến đêm nay Chúa gọi cụ đấy. Thế cụ: vậy được rồi con về. Thế bài đi nửa đường bài quay trở lại, bài bảo: trai cha, gì đấy cụ? Thôi dạ. Sao vậy? Để cho con ăn hết niêu cá đã rồi con hẵng Chúa gọi con chết. Thưa cộng đoàn, một bà già lẩm cẩm cũng sợ cái chết. Không muốn chết là vì cái gì? Rất đơn giản, vì niêu cá mới khó ngon quá, phải ăn hết đã rồi mới chết được. Và tôi đẩy xa hơn đến một chút, chúng ta sợ chết. Bà cụ già thì cái niêu cá, nhưng chúng ta khái quát hóa lên, chúng ta sợ cái chết là bởi vì những cái thứ chúng ta cả đời ấp ủ, cả đời xây dựng, có khi chảy ra chốc vậy mới làm ra được. Có khi vừa học hết cuộc đời, đến cuối cuộc đời vừa mới được phong giáo sư tiến sĩ xong, bây giờ bỏ bệnh. Cả đời làm vất vả, làm lụng những ngày nằm gai nếm mật vất vả vô cùng, đến lúc được sướng một tí, được nhàn một tí, phát hiện ung thư. Chúng ta tiếc cái nồi cá, chúng ta tiếc cái thứ chúng ta đang ấp ủ, chúng ta xây dựng. Và đi sâu hơn một tí, chúng ta tiếc cái gì? Tiếc một tình thân. Tiếc cái tình thân chúng ta đang có. Tối hôm qua ngồi ở đây có một đứa cháu nào nó bảo tôi, nó nhìn đến cái hình đây, nó bảo: cứ nhìn bà Ánh thế này thì chả còn tha thiết cái gì nữa, không tranh giành làm gì nữa, của cải không cần,
Nhưng thưa cộng đoàn, kể cả chúng ta không tiếc vì của cải, thì chúng ta sợ chết bởi vì chúng ta để người thân ở lại, chúng ta tiếc. Mấy đứa cháu của tôi nó có kể, cái lúc mà dường như không còn, mẹ không còn mở mắt, không còn nói gì được nữa, thì cứ trào nước mắt ra. Trào nước mắt về cái gì? Về sau nó bảo yên ổn, nó bảo rằng mẹ ơi, tất cả chúng con ổn rồi, chúng con tự lo cho mình được, chúng con tự có thể làm được rồi, có hai đứa lập gia đình cả rồi. Lúc đó bà ấy không khóc nữa. Như vậy khóc không phải bởi vì mình tiếc cái nhà, không phải tiếc vì cái gì đấy, mà tiếc bởi vì có thể những đứa con mình đang yêu đây này, nó chưa đủ để nó sống tốt, nó chưa đủ để trưởng thành, nó bươn trải với cuộc đời, và vì thấy khóc, tiếc. Thế thưa cộng đoàn, mỗi khi mà đi, tôi có đi dạy cho giới trẻ, hay kể cả gia trưởng, hay là những người đã lập gia đình, khi những lần giảng tĩnh tâm, tôi luôn bảo thế này: các ông, các bà, các bạn có thể không có tiền để cho con, có thể không có nhà để cho con, nhưng cái các ông, các bà phải có để cho con là cái gì? Là tình thương. Con cái nó cần phải có, mà nếu cha mẹ nào không để lại cho con cái được, thì đấy là người cha mẹ đã thất bại, 100%. Tôi nhắc lại, tiền của có thể chúng ta không có, thành công chúng ta có thể không có, thành danh có thể không có, nhưng sự hòa thuận và tình yêu chúng ta phải có. Chúng ta nhìn vào trong cuộc đời Đức Giêsu ngày hôm nay, bài tin mừng đó là cái diễn từ trước khi Đức Giêsu lên Jerusalem để chịu chết, và các môn đệ bồn chồn, các môn đệ sao xuyến. Rõ ràng trước cái viễn cảnh Đức Giêsu chịu chết, các môn đệ bồn chồn không phải bởi vì các ngôi tiếc rằng là nay mất một ông thầy không làm phép lạ cho mình nữa, hoặc mất một ông thầy có thể không cho mình được cái chỗ đứng, có thể mất một ông thầy không cho mình một cái xe hay cái nhà, không phải như thế. Mà tiếc một tình thân, tiếc một người thầy, một người thầy vĩ đại, một người thầy cho mình tình yêu, một người thầy cho mình sự chăm sóc. Chúng ta ở đây, ai cũng có một gia đình, ai cũng có một lối sống, ai cũng có một giáo xứ, và ai cũng có cả cái nhân loại này để yêu thương. Liệu rằng tình yêu của chúng ta có đang chăm sóc cho nhau không? Trong cái sứ điệp Hòa bình thế giới năm 2021 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cái gì? Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta đang sống trong một nền văn hóa, một nền văn hóa bàng quan, một nền văn hóa lãnh đạo, một nền văn hóa loại trừ. Một nền văn hóa lãnh đạo có nghĩa là sao? Loại trừ có nghĩa là sao? Người ta không quan tâm đến nhau. Có thể ở cùng với nhau một mái nhà, cùng ăn với nhau trên một cái bàn ăn, cùng chấm một bát nước mắm, nhưng có khi không biết rằng người cùng chấm bát nước mắm với mình ấy đang lo lắng cái gì, đang đau khổ cái gì, chúng ta không để ý đến. Và một bản nền văn hóa loại trừ có nghĩa là sao? Những người nào không đem lại lợi ích cho tôi, những người nào không đem lại lợi ích cho xã hội, loại bỏ. Trong đó có trẻ em, trong đó có người bệnh, trong đó có người già. Đó là một nền văn hóa loại trừ. Biết đâu nền văn hóa loại trừ ấy vẫn đang len lỏi ở trong lòng chúng ta, trong gia đình chúng ta. Một ông chồng khi không còn làm ăn nên, không còn tài ba như trước nữa, chúng ta khinh chê. Một ông chồng, một bà vợ không còn tài ba như người hàng xóm, chúng ta khinh rẻ. Một thứ văn hóa loại trừ. Và trước một nền văn hóa như thế, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta xây dựng một nền văn hóa quan tâm, một nền văn hóa chăm sóc, một nền văn hóa bao hàm, không loại trừ ai, quan tâm đến nhau, chia sẻ cho nhau. Đức Giêsu đến trên cuộc đời, Ngài sống tình yêu đấy. Trong nhà tiệc ly, Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ, trong đó có cả Giuđa, trong đó có cả Phêrô, những người chối Chúa. Chúa Giêsu vẫn chăm sóc, Chúa Giêsu vẫn cúi xuống rửa chân cho họ. Còn trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn dòng tu chúng ta, trong lối xóm của chúng ta, chúng ta có quan tâm, chúng ta có chia sẻ,
chúng ta có chăm sóc cho nhau không? Kính thưa cộng đoàn, theo gương Đức Giê-xu, mỗi người chúng ta được mời gọi quan tâm, chia sẻ và chăm sóc cho nhau. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là một lần chúng ta được đón nhận một tình yêu chia sẻ. Đức Giê-xu cho chúng ta sự sống, mà không phải sự sống thể lý, mà là sự sống thần linh. Ước gì qua thánh lễ này, chúng ta gặp được lời Chúa, gặp được bí tích thánh thể, để chúng ta cảm nhận rằng Đức Giê-xu đến với tôi, Ngài chữa lành những vết thương sâu thẳm nhất trong tâm hồn của tôi. Để rồi từ đó, chúng ta biết đưa tay ra để chữa lành, để xoa dịu, để nâng đỡ những người đang sống gần gũi với chúng ta nhất. Hãy xây dựng gia đình, cộng đoàn, lối xóm và những ai gặp gỡ chúng ta trở thành một cộng đoàn của những người biết chăm sóc cho nhau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô chính là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và những ai sống mà tin vào người sẽ cùng được phục sinh với người. Với niềm tin tưởng và hy vọng vào sự sống đời đời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Lạy Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết. Xin Chúa đoái thương đến linh hồn Maria khi còn sống là người đã tin và rước mình máu Thánh Chúa là của nuôi linh hồn. Xin cho linh hồn Maria được hưởng phúc trường sinh muôn đời nhờ ơn cứu độ và lòng thương xót Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa phán rằng ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho. Ngày hôm nay chúng con hiệp nhất cầu nguyện và tạ ơn Chúa thay cho linh hồn Maria. Xin Chúa đoái thương nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con và đem linh hồn Maria về thiên đàng với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, chậm giận và hết sức khoan nhân. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, tội lỗi mà linh hồn Maria đã vấp phạm khi còn sống trên đời. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Maria mà chúng con cầu nguyện hôm nay về hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa an ủi, đỡ nâng những người trong gia đình tan quyến chúng con, để chúng con có thể vượt qua sự tiếc thương người thân đã ra đi. Xin chúng con được sức mạnh, niềm tin vào Chúa Giê-xu phục sinh, để cuộc đời của chúng con sống là sống cho Chúa, và chết cũng là chết cho Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Cha đã thương ban sự sống và hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai chọn niềm tin tưởng nơi Cha. Xin nhận lời chúng con tha thiết cầu nguyện và giúp chúng con trong cuộc đời lữ khách luôn biết hướng lòng về quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Tôi xin Ngài xót thương chiếu tràn hòa thánh âm để người đã đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài tròn niềm cay trắng, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hàng luôn tin dùng. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi.
tôi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hành phúc thiên triều. Xin dâng lên Ngài ngày mùa lễ cứu độ nhân trần. Xin dâng lên Ngài ngày của lễ suối nguồn hồng ân. Vui xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người con em được mãi sống đời quang vinh. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cây trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay đã đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với Thánh Cha, để ta cùng tôn vinh Thánh Chúa và nêu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để ca tụng thánh danh và cầu cho người con của Chúa là bà Maria. Ước gì nhờ thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành, bà Maria được sống lại và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đông gửi đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn gian và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là bà Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn gian Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn. Thank you.
con niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm nay, điều mà con khấn tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con ở nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Chúa Ngài từ bi xót thương muôn vàn, ân bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấm tội con, nào ai luôn đấng con, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân. Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã tặng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm nghi tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, mà con khấn xin đêm nay, điều mà con thiết tha ban nay, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì muốn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, con dâng sáng hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể tăng cường sức sống cho chúng con. Nhờ hiệu lực của bí tích này, xin Chúa thanh tẩy bà Maria là người đã được nhận vào dân Thánh Chúa, và xin cho bà Maria được mãi mãi hưởng bình an của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Trước khi kết thúc thánh lễ, con xin thay lời cho gia đình. Xin được cảm ơn Cha Đa Minh, quý vị, tất cả quý ông bà, anh chị em, rồi những người hàng xóm, bạn bè, thân thiết, rồi cô dì, chú bác đã hiện diện, đã yêu thương gia đình chúng con, cũng như người thân của chúng con là bà Maria, đã đến đây chia sẻ trong những ngày qua, và đặc biệt là đã hiện diện hiệp thông thánh lễ trong thánh lễ hôm nay. Ước gì qua thánh lễ hôm nay, nhờ hiến tế của Đức Kitô, chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban ơn bình an và ơn tha tội cho người thân của chúng con là bà Maria. Xin cảm ơn cả đoàn, ban cảm ơn tất cả những người đã phục vụ bàn thánh, rồi của xóm, rồi tất cả mọi người đã cộng tác vào trong thánh lễ này.
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của người thân của chúng con là bà Maria, cách biệt là hiến tế của Đức Kitô, xin trả công cho Cha, quý gì và tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Xin thành kính cảm ơn. Mà đôi mắt nửa hồng bao đêm ngày nông.